cân cám gạo, nhưng mà tôi treo đây bị chuột nó ăn hết rồi. Chắc bây giờ chắc bây giờ nó còn có 6 lạng cám gạo thôi. Hơi ít thính. Đây, thính nền rồi, còn cái chỗ này trong xô để tôi cho nốt này. Thế là được 3 ổ này. Hôm trước 2 ổ, hôm nay 1 ổ nữa là hết. Đến thời điểm hiện tại thì thính rất chi là ngấu rồi anh em. Ngấu cực kỳ ngấu luôn. Trôi mè. Mè chua. Đấy, cái thính nền thì trong kênh có hướng dẫn rồi nhá. Anh em thắc mắc gì thì cứ vào kênh. Do là ít đấy, đấy tôi đang quay video thì có tin nhắn đến, đó là anh em nhắn tin đến, đó là bị gián đoạn. Đấy, đang quay video thì tin nhắn anh em nhắn tin đến, thế là nó bị gián đoạn mất. Đấy, cắm gạo thính nền mẻ. Hơi ít cám gạo anh em ạ. Tôi đang sợ trời này mưa này. Ít ít thính này, chỗ lần chắc chỉ được khoảng may ra thì được hơn 2 cân. Hạt sốt. Hạt sốt cũng hơi ít. Thôi được rồi, sao. Ok, bây giờ là cám trứng với cả thính chảo. Cám trứng này. Thính này hơi ít anh em ạ. Để mình đi đánh mèo này là ít. Ít so với quy định. Thính chảo. Thính chảo thính chắc là tôi áng chừng đấy nhé. Tầm 5 lạng thính chảo. Cỡ khoảng 4-5 lạng thính chảo rồi đấy, 3 quả trứng gà. Nay thì lười đi mua trứng gà công nghiệp nên tôi bỏ mất 3 quả trứng gà ta này. Hơi phí.
Ok, vậy là đã xong một ổ thính câu lục trôi mè, có chấm có chép thi thoảng vẫn dính, như đi câu hồ mà có chấm trắng ấy thì đa số là giống dính nha, chấm trắng là khá tốt đấy, lãng phí như này. Hướng dẫn trộn với cái bài thính này quá chi là đơn giản đúng không anh em, túi ni lông đựng thính, bác chỉ khoảng hơn 2 cân thính thôi, ít quá. Nó thật câu mè để mà đánh hồ nhiều ấy, có khi ném đến chục, ném đến chục cân thính cơ, so với thính như này đi câu mè trôi là ít. Đây, ok anh em xong rồi, ồ thính câu. Đấy, cái công đoạn cuối cùng thế nào cũng là mệt nhất, mang đi rửa. Đấy, ok đồ câu đây. Giờ sang sắp xếp xem lại cước có bị xước không và lục tứ đánh loại nào, xiên linh bằng cái gì. Hôm nay tôi định không xiên, không lấy gì xiên cả. Ok anh em đi ra hồ đây, trời rất chi là mù, tôi chỉ sợ mưa thôi đấy, tôi chỉ sợ hôm nay mưa thôi.